Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên tiến hành khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư ưu tiên nâng cấp sửa chữa 3 cây cầu dân sinh trên tuyến đường DT721 đoạn qua địa bàn huyện Cát Tiên. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng 3 cầu là 60 tỷ đồng, được triển khai trong 2 năm 2016-2017. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách huyện, Cát Tiên đã hoàn thành 2 cầu liên xã gồm DH91 nối thị trấn Cát Tiên, xã Gia Viễn và xã Tiên Hoàng, và cầu Mỹ Điền nối thị trấn Cát Tiên với xã Mỹ Lâm. Việc đầu tư nâng cấp các cầu trên tuyến đường DT721 đoạn đi qua địa bàn huyện Cát Tiên và các cầu liên xã sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương, tạo điều kiện giao thương hàng hóa giữa Lâm Đồng và tỉnh Bình Phước. Để duy trì làng nghề dệt thổ cẩm cũng như phát triển kinh tế từ chính nghề đặc trưng này, năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã công nhận đây là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ban đầu chỉ có 99 hộ đăng ký tham gia. Đến nay đã có gần 175 hộ.